Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khả Linh USA. Xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như là bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Và đừng quên tương tác và giao lưu với Khả Linh trên trang Facebook MC Khả Linh USA. Thưa quý vị, thì một vài tuần trước Khả Linh có đưa về một cái tin tức là ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta hiện đang phải đối đầu với nhiều cái thảm họa. Nào là căn bệnh COVID nè, và sau đó là phải đối mặt với những cuộc biểu tình bạo lực, và song song đó nữa là Trung Quốc họ náo loạn lên ha. Thì nói chung là rất là nhiều những cái chuyện mà ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta hiện giờ đang phải lo lắng. Và hôm nay, thưa quý vị, 29 tháng 6 thì Iran là một cái đất nước ở bên Trung Đông truy nã Tổng thống Donald Trump. Ông Tổng thống Trump của chúng ta đã quá kiên cường đối mặt với những cái thảm họa rồi, thì với cái lệnh truy nã này thì ông Tổng thống Trump sẽ làm gì? Xin mời quý vị cùng nghe qua bản tin này nhé. Iran truy nã Trump. Công tố viên Iran phát lệnh truy nã Trump hôm nay đề nghị Interpol hỗ trợ bắt Tổng thống và nhiều quan chức Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani của Iran. Công tố viên thủ đô Tehran Ali Akashime phát lệnh truy nã Tổng thống Donald Trump cùng 35 quan chức Mỹ với cáo buộc giết người và hoạt động khủng bố. Ông cũng kêu gọi Interpol phát lệnh truy nã đỏ với Trump và những người bị Tehran cáo buộc tham gia hạ sát tướng Qasem Soleimani, nhưng không cho biết danh tính các quan chức còn lại trong danh sách. Chúng tôi cho rằng Interpol sẽ không can dự và phát lệnh truy nã đỏ mang tính chính trị. Điều này không liên quan gì đến an ninh quốc gia, hòa bình thế giới hay thúc đẩy ổn định. Nó là màn kịch tuyên truyền mà không ai coi trọng, đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook cho hay. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Phát ngôn viên Interpol sau đó khẳng định cơ quan này sẽ không xem xét đề xuất truy nã Trump và các quan chức Mỹ. Điều 3 Hiến pháp Interpol cấm mọi hành động can thiệp có tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc. Phát ngôn viên nói thêm, Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, được coi là người quyền lực thứ hai đất nước sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad, Iraq hôm 3 tháng 1. Cái chết của Soleimani khiến quan hệ Mỹ và Iran căng thẳng cao độ, để hai nước đứng bên bờ chiến tranh với lời thề báo thù của Tehran. Iran sau đó tập kích tên lửa vào hai căn cứ của lính Mỹ đồn trú tại Iraq, khiến hơn 100 binh sĩ bị thương. Bộ Tài chính Mỹ ban lệnh trừng phạt mới nhằm vào 8 quan chức cấp cao và 17 doanh nghiệp Iran để đáp trả, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục gây áp lực đến khi Tehran ngừng tài trợ cho khủng bố toàn cầu và cam kết không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó thì Iran cũng đã xử tử gián điệp giúp Mỹ hạ sát tướng Soleimani. Thưa quý vị, đây là một lệnh truy nã và mong muốn của Iran là được Interpol hợp tác và bắt được Tổng thống Trump để về cho Iran trừng trị. Nhưng thưa, Interpol đã trả lời là không, tôi không muốn dính líu vào những cái vấn đề đó, tại vì đó không phải thuộc vào cái công việc mà chúng tôi cần phải làm. Thưa quý vị, thì cái lúc mà đầu đại dịch đó, thì mình cũng biết là cái đất nước Iran là có rất là nhiều quan chức cấp cao của Iran đã bị dính COVID-19. Nhưng mà nếu mà với cái tình hình này thì chắc là những cái người quan chức đó là cũng phải khỏe rồi á, hay là đã thay thế những người mới lên rồi nên mới có dám mạnh mạnh miệng để mà truy nã Tổng thống Trump. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến những phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.